Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào các con học sinh thân mến của Vietjack. Cô Hiền rất vui khi là người đồng hành cùng với các con trong hành trình khám phá và chinh phục môn tiếng Việt lớp 5. Trong tiết tập đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài tập đọc có tên gọi Tiếng Vọng. Mời các con mở sách giáo khoa trang 108 để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng mình có tên gọi Tiếng Vọng của tác giả Nguyễn Quang Thiều. Vậy thì trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, các con hãy quan sát hình ảnh ở bên góc màn hình và cho cô biết bức tranh này vẽ cảnh gì. À, ở đây các con thấy đây là hình ảnh một chú bé với gương mặt vô cùng buồn bã. Và ở trên chiếc cửa sổ có một chú chim, và chúng ta đoán là chú chim này đang chết rồi đúng nào? Vậy tại sao chú bé lại buồn bã và nguyên nhân gây ra cái chết của chú chim nhỏ là gì? Thì bây giờ cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời thông qua việc tìm hiểu bài tập đọc Tiếng Vọng. Như những tiết tập đọc trước thì trong tiết tập đọc này của chúng mình cũng có 3 hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng. Hoạt động thứ hai, tìm hiểu bài. Và hoạt động số 3, luyện đọc hay. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động số 1, hoạt động luyện đọc đúng. Bây giờ thì cô sẽ đọc cho con lắng nghe một lần bài tập đọc Tiếng Vọng. Trong quá trình cô đọc bài, cô yêu cầu các con chúng mình hãy chú ý theo dõi vào trong sách giáo khoa và đọc thầm theo cô. Còn bây giờ mời các con lắng nghe cô đọc bài nhé. Tiếng Vọng. Con chim sẻ nhỏ chết rồi, chết trong đêm cơn bão về gần sáng. Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa. Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi, và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi. Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú, không còn nghe tiếng cánh chim về và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt. Nó chết trước cửa nhà tôi lạnh ngắt. Một con mèo hàng xóm lại tha đi. Nó để lại trong tổ những quả trứng, những con chim non mãi mãi chẳng ra đời. Đêm đêm tôi vừa chợp mắt, cánh cửa lại rung lên tiếng đập cánh. Những quả trứng lại lăn vào giấc ngủ, tiếng lăn như đá lở trên ngàn. Như vậy các con đã lắng nghe cô đọc bài tập đọc Tiếng Vọng. Vậy ở trong bài tập đọc này, để các con có thể đọc đúng và chính xác bài tập đọc Tiếng Vọng, các con cần phải lưu ý cho cô một số vấn đề sau. Trước tiên là về cách chia đoạn. Vậy bây giờ các con thử suy nghĩ xem là trong bài tập đọc Tiếng Vọng này chúng mình sẽ chia thành mấy đoạn. Thì ở đây cô trò mình cùng nhau thống nhất rằng trong bài tập đọc Tiếng Vọng chúng ta sẽ cùng nhau chia thành hai đoạn lớn. Đoạn thứ nhất từ đầu cho đến mãi mãi chẳng ra đời, và đoạn 2 là phần còn lại. Các con chúng mình lấy bút chì nhanh chóng đánh dấu hai đoạn này vào trong sách giáo khoa để lát nữa trong quá trình chúng mình tìm hiểu bài sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Tiếp theo, để các con đọc trôi chảy bài tập đọc Tiếng Vọng, chúng mình cần phải đọc đúng cho cô một số từ khó có trong bài. Vậy đó là những từ nào thì mời các con nhìn lên bảng. Từ đầu tiên đó là ngon lành. Tiếp theo, lạnh ngắt. Chim non, rung lên, lại lăn, đá lở, mãi mãi và cơn bão. Các con đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô nhé. Ngon lành, lạnh ngắt, chim non, rung lên, lại lăn, đá lở, mãi mãi, cơn bão. Tiếp theo, ở trong bài thơ này thì các con thấy đây là bài thơ thuộc thể thơ tự do. Và thể thơ tự do là thể thơ của mạch nguồn cảm xúc. Và ở đây, với thể thơ tự do này, các con cũng cần phải lưu ý một chút về cách ngắt nghỉ câu sao cho hợp lý. Vậy ở đây, các con hãy chú ý về cách ngắt nghỉ câu cụ thể trong câu thơ sau. Đêm ấy, tôi nằm trong chăn, nghe cánh chim đập cửa. Cô đã ngắt nghỉ hơi ở sau đêm ấy và trong chăn. Bây giờ mời các con đọc thật to một lần nữa câu thơ này cùng với cô và chú ý về cách ngắt nghỉ hơi sao cho phù hợp. Đêm ấy, tôi nằm trong chăn, nghe cánh chim đập cửa. Tiếp theo,
chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2, phần tìm hiểu bài để biết được nội dung chính của bài tập đọc tiếng vọng này, thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời lần lượt 4 câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Con chim sẻ nhỏ đã chết trong hoàn cảnh đáng thương như thế nào? Để trả lời được câu hỏi số 1 này thì bây giờ các con hãy đọc cho cô đoạn 1 ở trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại đoạn 1 với cô nhé. Con chim sẻ nhỏ chết rồi, chết trong đêm cơn bão về gần sáng. Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa. Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi, và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi. Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú, không còn nghe tiếng cánh chim về và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt. Nó chết trước cửa nhà tôi lạnh ngắt. Một con mèo hàng xóm lại tha đi. Nó để lại trong tổ những quả trứng, những con chim non mãi mãi chẳng ra đời. Vậy ở đây các con thấy rằng chú chim sẻ nhỏ đã chết trong một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Đó là gì? À, chú chim sẻ nhỏ chết trong cơn bão về gần sáng, và xác chú thì lạnh ngắt và bị mèo tha đi. Và nó chết thì để lại trong tổ những quả trứng, và khi không còn chim mẹ ủ ấp thì những chú chim non sẽ mãi mãi chẳng ra đời. Đó chính là hoàn cảnh mà chú chim sẻ nhỏ đã vĩnh biệt cuộc sống này. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là vì sao tác giả lại băn khoăn và day dứt trước cái chết của con chim sẻ? Vậy thì các con chúng ta hãy đọc cho cô câu thơ sau này. Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa. Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi, và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi. Ở đây sở dĩ mà tác giả cảm thấy băn khoăn và day dứt trước cái chết của con chim sẻ, bởi vì đêm đó khi cơn bão về thì khi mà nghe cánh chim, nghe tiếng chim đập cửa, nhưng mà tác giả đã không dậy để mở cửa cho chim chú, mà vì sự ấm áp của gối chăn nên nhân vật ở trong đây đã ngủ ngon lành đến lúc bão vơi, và đó chính là lý do mà gián tiếp gây ra cái chết của chú chim sẻ nhỏ. Chính vì vậy mà tác giả vô cùng băn khoăn day dứt, bởi tác giả cho rằng chính vì sự vô tình, vì muốn ấm áp, vì muốn lười biếng, muốn ích kỷ, muốn nằm trong chăn ấm áp, mà tác giả đã không đi mở cửa cho chú chim sẻ vào chú, và điều đó đã gây ra cái chết vô cùng thương tâm của chú chim sẻ ở trong câu 1. Như vậy ở đây các con có thể trả lời như sau: tác giả đã băn khoăn day dứt về cái chết của chú chim sẻ, rồi tự trách mình đã ích kỷ. Vì trong đêm mưa bão, khi nghe thấy cánh chim đập cửa, tác giả đã nằm trong chăn ấm, không muốn dậy mở cửa cho sẻ nhỏ tránh mưa, vô tình đã gây nên một hậu quả vô cùng đau lòng. Đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Tiếp tục chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 3 là những hình ảnh nào để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tác giả? Và các con ạ, hình ảnh mà chim sẻ mẹ chết cóng trong đêm mưa bão đã làm cho tác giả cảm thấy vô cùng day dứt và ân hận. Nhưng hình ảnh mà làm cho tác giả ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là hình ảnh những quả trứng không bao giờ được chào đời. Như vậy, ở đây trong câu này các con có thể trả lời như sau: để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tác giả đó chính là hình ảnh những quả trứng không có chim mẹ ủ, và tác giả thấy chúng cả trong giấc mơ, trong giấc ngủ của mình, như tiếng lăn đá lở ở trên ngàn. Chính vì vậy mà ông đã đặt tên bài thơ này chính là Tiếng Vọng. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng là hãy đặt tên khác cho bài thơ. Vậy thì dựa vào những nội dung của bài thơ này thì chúng ta có thể đặt một tên khác cho bài thơ như sau. Các con có thể đặt tên đó là Sự Ân Hận Muộn Màng này, Cánh Chim Đập Cửa hay Cái Chết Của Con Chim Sẻ Nhỏ. Đó là những cái tên mà các con có thể đặt cho bài thơ này. Như vậy
Thông qua bài thơ này, các con thấy tác giả muốn gửi gắm tới chúng ta một thông điệp, đó chính là các con phải yêu thiên nhiên và đừng vô tình đối với những sinh linh bé nhỏ. Và ở đây, trong bài tập đọc này, chúng ta sẽ rút ra được nội dung lớn như sau. Bài thơ là tâm trạng day dứt, ân hận của tác giả vì vô tâm nên đã gây nên cái chết của chú chim sẻ nhỏ. Đây là nội dung chính của bài tập đọc tiếng vọng. Sau khi các con đã hiểu được nội dung chính của bài tập đọc này rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng, đó là hoạt động luyện đọc hay. Để các con có thể đọc hay bài tập đọc tiếng vọng thì các con cần phải lưu ý về giọng đọc. Ở trong đây, trong bài tập đọc này, các con thấy rằng đó là tâm trạng day dứt ân hận của tác giả. Vì vậy, các con sẽ phải đọc với giọng nhẹ nhàng, trầm buồn và bộc lộ cảm xúc thương xót, thương cảm và ân hận trước cái chết thương tâm của chú chim sẻ nhỏ. Và nhớ là nhấn giọng ở một số từ ngữ, ví dụ như là chết rồi, ấm áp, giữ chặt, lạnh ngắt hay là giữ mãi. Vậy bây giờ các con, cô sẽ chọn cho các con đoạn số 1 để các con luyện đọc hay. Các con lưu ý chúng mình phải nhấn giọng ở các từ ngữ mà cô đã để màu vàng ở đây. Bây giờ mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Con chim sẻ nhỏ chết rồi, chết trong đêm cơn bão về gần sáng. Đêm ấy tôi nằm trong chăn nghe cánh chim đập cửa. Sự ấm áp gối chăn đã giữ chặt tôi và tôi ngủ ngon lành đến lúc bão vơi. Chiếc tổ cũ trong ống tre đầu nhà chiều gió hú, không còn nghe tiếng cánh chim về và tiếng hót mỗi sớm mai trong vắt. Nó chết trước cửa nhà tôi lạnh ngắt. Một con mèo hàng xóm lại tha đi. Nó để lại trong tổ những quả trứng. Những con chim non mãi mãi chẳng ra đời. Về nhà thì các con hãy học lại cho cô về nội dung chính của bài thơ này và luyện đọc cho cô khổ thơ thứ nhất, hoặc lựa chọn một khổ thơ mà các con cảm thấy tâm đắc nhất để chúng mình luyện đọc. Còn ngày hôm nay, tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.